Vân. Mình nói chuyện một chút được không? Tôi không còn gì muốn nói cả. Nhưng mà tớ còn. Dành cho tớ một chút thôi. Cậu không thích đôi giày tớ tặng à? Cậu biết mà. Bây giờ tớ không thể dùng nó. Nên là hôm nay lúc thấy một em bé lang thang trên đường, tớ tặng cho em ấy rồi. Cậu không thể giữ nó như là một kỷ niệm hay sao? Không, vì mỗi lần thấy nó, tớ sẽ lại thấy mình ngốc nghếch. Tớ không thể dùng nó mà trả lại cậu thì cũng khó. Cho nên không sao đâu, nó có ích cho người khác là được rồi. Hôm nay tớ đến gặp cậu để nói lời tạm biệt. Tớ đã xin nghỉ làm ở Mọt rồi. Ngày mai tớ sẽ vào Nam. Cậu đi may mắn nhé. Ba chấm này, tớ có tình cảm với cậu là thật lòng. Tớ không có ý lừa dối hay là... Tớ biết là cậu thật lòng. Nhưng thật lòng mà làm tổn thương người khác thì tớ không cần. Mai này chắc khó gặp lại. Chúc cậu bình an nhé. Thôi, tớ phải đi đây. Tạm biệt. Tôi mất một thằng em thân thiết vì cô. Và nó phá hỏng toàn bộ lộ trình cuộc đời nó vì cô. Thế sao? Vẫn nghĩ mình là nạn nhân, cần được che chở và an ủi à? Hay là như nào? Với con mắt nhìn của tôi thì tôi chỉ có thể nhìn cô được như thế thôi. Người yêu thằng Bách, nó sẽ nhìn về cô như nào? Người thứ ba xen vào chuyện của chúng nó. Rồi với hàng xóm láng giềng xung quanh nhà cô thì sẽ nghĩ cô là một đứa không thùy mị hết na. Nhưng người quan trọng nhất là mẹ cô, nghĩ về cô như thế nào? Bố thì mất rồi, còn mẹ thôi, lớn rồi, đừng để cho mẹ phải khóc nữa. Vâng ạ, em cảm ơn anh. Em xin phép về trước ạ. Từ từ đã. Này, cho. Em cảm ơn anh nhưng mà bộ này em có rồi ạ.
Bộ em cần là bộ có chữ ký hai Nguyên cơ ạ. Không lấy đúng không? Chắc chắn là không lấy đúng không? Cấm hối hận nhá. Không lẽ... Tất cả đều có chữ ký cả đấy. Hôm nay tôi đến gặp cậu là để nói lời tạm biệt. Ngày mai tớ sẽ vào Nam. Tớ đã mong mọi thứ có thể nhẹ nhàng hơn, nhưng mà cuối cùng tớ lại làm tất cả mọi người cùng buồn. Tớ không giận cậu nữa. Tớ chúc cậu sẽ có những thay đổi tốt đẹp hơn. Chúc bình an 100.